Chào mừng bạn đến với game show hoành tráng nhất hành tinh. Bây giờ bạn có cơ hội một lần trong đời để giành được một chiếc xe thể thao tuyệt vời ẩn đằng sau một trong ba cánh cửa này. Thật không may, chúng ta có những con dê đằng sau hai cánh cửa còn lại. Bạn chọn ô cửa số 1 phải không? Và bạn có chắc chắn về điều đó? Bạn vẫn có thể đổi ý và chọn một cánh cửa khác. Và vâng, nếu bạn đã chắc chắn, thì đó là một sự lựa chọn tuyệt vời của bạn. Nhưng hãy để AD làm cho trò chơi dễ dàng hơn một chút. AD sẽ mở một trong những cánh cửa còn lại có chứa con dê, để chỉ còn lại hai cánh cửa cho bạn lựa chọn. Và bạn có muốn tiếp tục giữ quan điểm ban đầu của mình là chọn ô cửa số 1, hoặc bạn có thể thay đổi sự lựa chọn của mình. Và nếu bạn vẫn quyết định chọn ô cửa số 1, thì hãy xem bạn sẽ có kết quả là gì. Cùng mở tất cả các cánh cửa. Xin lỗi, có vẻ như lần này bạn đã giành được một con dê. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể chơi lại. Nếu bạn chơi trò này nhiều lần, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn nếu bạn thay đổi sự lựa chọn sau khi cánh cửa đầu tiên được mở, thay vì gắn bó với lựa chọn ban đầu của bạn. Nhưng thật là vô lý, làm sao có chuyện như vậy đúng không các bạn? Ô cửa vẫn ở đấy, tỷ lệ vẫn là như nhau. Vậy thì làm thế này điều này có thể được? Chắc chắn chiếc xe có khả năng như nhau ở phía sau mỗi hai cánh cửa còn lại. Và lời giải thích rất tinh tế. Khi bạn chọn cánh cửa ban đầu, xác suất chính là 1/3 và xác suất sai là 2/3. Sau khi người dẫn chương trình mở một trong những cánh cửa, xác suất sai vẫn là 2/3. Ngoại trừ bây giờ, tất cả xác suất này chỉ nằm trên một cánh cửa. Điều này có nghĩa là hoán đổi cửa sẽ tăng gấp đôi cơ hội chiến thắng cho bạn. Các bạn hãy xem video sau đây để thấy được điều này. Chúng ta có 3 trường hợp về 3 vị trí của chiếc xe, còn lại toàn là dê. Hãy che chúng lại bởi những cánh cửa. Lựa chọn ban đầu của chúng ta là ô cửa số 1. Trong trường hợp 1, người dẫn chương trình, chính là Montijo, sẽ mở một ô cửa chứa dê. Và chúng ta thay đổi lựa chọn ban đầu là chọn đến ô cửa số 3. Nhưng thật tiếc, ô cửa này chỉ có một con dê và chúng ta thua cuộc. Đến với trường hợp 2, anh ấy mở tiếp ô cửa thứ 3 chứa dê và chúng ta tiếp tục thay đổi lựa chọn sang ô cửa thứ 2. Và chúng ta giành chiến thắng. Đến trường hợp thứ 3, Montijo tiếp tục mở ô cửa thứ 2 chứa con dê và chúng ta thay đổi lựa chọn sang ô cửa thứ 3 và chúng ta lại chiến thắng. Đó là 2/3 lần thắng. Tỷ lệ sai ban đầu là 2/3 đã thay đổi ngược lại còn 1/3. Đây chính là bài toán Montijo có nguồn gốc từ một trò chơi truyền hình thực tế ở Mỹ. Người dẫn chương trình cũng chính là người lập nên bài toán này, chính là Montijo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.